Mỹ trao thưởng 100.000 đô chỉ để lấy đầu một đặc công người nhái này của Việt Nam khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Mến chào quý vị đang đến với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, trong lực lượng đặc công Việt Nam có một lực lượng vô cùng đặc biệt và vô cùng tinh nhuệ thuộc hàng top thế giới. Đó chính là đặc công người nhái chuyên chiến đấu dưới nước. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong lịch sử đã từng có một đặc công người nhái vô cùng đặc biệt, người được ví như là yết kiêu thời hiện đại. Thậm chí, quân đội Mỹ đã phải trao thưởng 100.000 đô cho ai lấy được đầu của đặc công này. Vậy cụ thể, người nhái đó là ai? Ông tài giỏi cỡ nào mà lại bị phía quân địch săn lùng điên đảo đến như vậy? Hãy cùng Triết Lý Tinh Hoa đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị thân mến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, hoàn toàn bí mật mà ngay cả trong quân đội cũng không nhiều người biết đến. Đó là lực lượng đặc công nước, còn gọi là người nhái. Tại chiến trường Quảng Đà, từ những năm 1966 đến ngày giải phóng, với cách đánh xuất quỷ nhập thần, dũng cảm, mưu trí, linh hoạt, những trận đánh vang dội của đặc công nước đã trở thành huyền thoại, đóng góp và làm phong phú thêm kho tàng lịch sử, nghệ thuật quân sự Việt Nam anh hùng. Trong lực lượng đặc công tinh nhuệ ấy, nổi lên một gương mặt đặc biệt với những chiến công anh hùng, khiến người Mỹ cay cú đến nỗi trao thưởng 100.000 đô để lấy đầu. Đó chính là Đại tá Phạm Xuân Xanh, bí danh Quách Xanh, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1941 ở phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, hiện đang ở tổ 76, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyên là đội trưởng đội 179, đoàn 126 đặc công hải quân, nay là đội 3, lữ đoàn 126 đặc công hải quân. Năm 1961, tốt nghiệp trường thể dục thể thao Bắc Ninh, ông được điều về ty thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình. Năm 1963, được bổ nhiệm làm trưởng phòng nghiệp vụ. Ông tình nguyện nhập ngũ tháng 2 năm 1964. Thời điểm ông sang nhập ngũ cũng là thời điểm giặc Mỹ đổ bộ ồ ạt mạnh mẽ vào chiến trường miền Trung. Vốn là một sinh viên hàng hải thông thạo về biển cả, ông Xanh nhanh chóng được điều về lực lượng hải quân làm nhiệm vụ. Cùng năm ấy, ông về trường thể thao quốc phòng Hà Nội học tập và huấn luyện về kỹ thuật hàng hải, công tác giao thông đường thủy, rồi lên đường vào Nam để chiến đấu. Nhớ về một thời băng rừng vượt núi, ăn gió nằm xương, Đại tá Phạm Xuân Xanh không khỏi bồi hồi, xúc động. Ông kể, ngày 27 tháng 10 năm 1966, đội 3 làm lễ xuất quân tại thôn Tiền An. Toàn đội như bừng lên khí thế sôi nổi, vui vẻ lạ thường. Tuy nhiên, trong tâm thức của mỗi người như có điều gì suy tư sâu lắng. Cũng dễ hiểu thôi, vì ngày mai lên đường xa miền Bắc thân yêu, giã từ những người ruột thịt mà không hẹn ngày về. Song để đảm bảo bí mật, không ai được phép gặp gia đình. Cũng tại buổi xuất quân này, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Bá Phát đã dặn dò, nhắn nhủ. Đội 3 vào mặt trận Quảng Đà, nơi ấy chính là quê hương tôi đang bị Mỹ ngụy bạo tàn dìm trong máu lửa. Thực lòng, tôi muốn trở về chiến đấu góp phần giải phóng quê hương, nhưng vì nhiệm vụ của Đảng phân công nên chưa thể đi cùng. Các đồng chí yên tâm, phấn khởi lên đường. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh sẽ dõi theo từng bước đi và chờ đợi những chiến công của các đồng chí làm vẻ vang cho quân chủng chúng ta. Đội 3 tạm biệt Tiền An vào một buổi chiều cuối thu đầy lưu luyến như thế. Hành quân ròng rã 2 tháng 14 ngày, đơn vị mới đặt chân đến thượng nguồn sông A Vương, miền Tây Quảng Nam. Chừng ấy thời gian trèo đèo lội suối, ăn đói ngủ rét. Những chiến sĩ đặc công vốn được tôi rèn, kiên cường như vậy, nhưng cũng đến lúc mỏi mệt, gục ngã bởi những cơn sốt rét rừng, đặc biệt là cái đói dai dẳng làm họ kiệt sức. Thế nhưng, vượt qua tất cả, khi đối mặt với kẻ thù, chúng tôi như có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc, xung trận chiến đấu và giành được nhiều chiến công vô cùng oanh liệt. Ông Phạm Xuân Xanh nhấn mạnh, sau khi ổn định về biên chế và tổ chức cũng như nơi ăn chốn ở của mình, các đội bước vào huấn luyện từ những bài tập cơ bản về bơi, lặn từ thấp cho tới nâng cao, tập các kiểu bơi. Ban đầu, ông phải bơi vài cây số, dần dần nâng cao bằng cách bơi qua lại phà rừng chục vòng, tương đương với 10 cây số. Rồi ông phải bơi đường dài trên biển về đêm với cự ly từ 15 đến 30 km đến mục tiêu giả định. Thường xuyên phải tập lặn tại chỗ, lặn đến mục tiêu, tập ngậm ống thở đi chìm dưới nước hàng giờ liền, bảo đảm đúng hướng, đúng mục tiêu,
và đúng vị trí đặt khí tài theo kế hoạch trận đánh, tập nhận dạng các loại tàu của quân thủ, tập đo cự ly giãn cách tới mục tiêu, tập thiết kế và sử dụng các loại khối nổ, tập võ thuật đánh bắt tù binh bằng các đòn cực hiểm và tập phá rỡ các vật cản, chướng ngại vật, rào thép gai dưới nước. Ông Xanh đã tham gia chiến đấu bí mật sâu trong hậu cứ của địch tại chiến trường miền Nam trong 10 năm từ năm 1966 đến năm 1975. Có mặt ở chiến trường mặt trận 44 Quảng Đà vào đúng giai đoạn khó khăn ác liệt nhất. Trong 10 năm ở chiến trường, Phạm Xuân Xanh tham gia 21 trận đánh trên cương vị cả chỉ huy và trực tiếp chiến đấu. Trong 21 trận đánh ấy, ông đã cùng với đồng đội đánh sập 10 cây cầu trên các tuyến giao thông huyết mạch ở chiến trường, đánh chìm một pháo hạm của Mỹ, 6 hải thuyền thuộc răng đoàn 12 của Hải quân quân đội Sài Gòn. Mục tiêu chiến đấu của đặc công nước khác với các quân binh chủng khác hoàn toàn dưới nước. Điều kiện chiến đấu hết sức khó khăn, lực lượng ít, thường thì chỉ có một tổ 3 người. Vũ khí, khí tài cồng kềnh. Một tổ chiến đấu thường kèm theo một khối thuốc nổ có trọng lượng từ 60 đến 100 kg, cá biệt là 200 kg, tùy từng loại mục tiêu. Thời gian ngâm mình dưới nước lâu, ít thì 1 đến 2 giờ, nhiều thì cả chục giờ đồng hồ. Về mùa hè thì còn khả dĩ, mùa đông thì vô vàn gian khổ. Theo lời kể của Đại tá Xanh, cả chiến dịch mùa thu năm 1969, phân đội 1 đặc công nước phụ trách cánh Bắc Đà Nẵng chưa lập được chiến công lớn. Mãi đến tháng 10 năm 1969, tình huống ngoài dự kiến xuất hiện. Đó là lúc anh em đặc công nước phát hiện tàu chiến cỡ lớn của địch vào neo đậu đơn độc ngoài cửa vịnh Đà Nẵng, phía trong hòn sơn trà nhỏ, cách chân núi chừng 300 mét. Quan sát bằng ống nhòm, anh em thấy trên boong tàu rất nhiều ụ pháo, xác định đây đích thị là hung thần pháo hạm. Câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại vào neo đậu ở đây? Tìm hiểu thêm, trinh sát xác định pháo hạm bị trục trặc kỹ thuật, neo lại để sửa chữa. Và đây chính là thời cơ tốt để tiêu diệt chúng. Trận đánh kho xăng Liên Triều trước đó ít ngày làm cho quân số bị giảm sút, sức khỏe chưa bình phục. Trong 7 người còn lại, từ ngày phân đội trưởng Huỳnh Thế hy sinh, chính trị viên Huỳnh Tử chỉ huy chung, còn 6 người thì hết 3 người sốt rét liên tục. Và lại không có chỉ thị nào của mặt trận 44 lệnh cho anh em phải đánh mục tiêu này nên hoàn toàn có thể bỏ qua. Tuy nhiên, chính trị viên Huỳnh Tử luôn dằn vặt bởi câu hỏi: loại pháo hạm này đã gây bao nhiêu tai họa, chết chóc đau thương cho đồng bào, đồng chí và người thân yêu ruột thịt của ta, chưa có cách nào diệt nó. Nay nó dẫn sát vào đây, chẳng lẽ để nó thoát? Thế là anh bàn với các đảng viên còn lại và hạ quyết tâm phải diệt bằng được. Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc nổ, phân đội nhờ đội công binh Hải Vân hỗ trợ, thiếu người phục vụ, nhờ khu đội 1 Hòa Vang hỗ trợ vài ba sao liên, trinh sát, thành lập một tổ chiến đấu 3 người do đích thân Huỳnh Tử làm tổ trưởng chỉ huy. Tất cả mọi người khẩn trương vào cuộc. Chạy đua với thời gian, từng người, từng việc được phân công nhanh chóng hoàn thành. Lúc 14 giờ ngày 30 tháng 10 năm 1969, từ hậu cứ Nam Hải Vân, những người lính đặc công nước cắt rừng đi về hướng đông tiếp cận đường đèo Hải Vân, chờ sẩm tối vượt qua tử lộ. Vì địch đặt vọng gác dày đặc trên đường, có quân đi tuần tiễu và quân mai phục ở những nơi hiểm yếu. Từng giây từng phút trôi qua nặng nề, căng thẳng. 21 giờ ngày 30 tháng 10, sau khi tổ chức lễ truy điệu sống, tổ chiến đấu xuất phát. Một cuộc vật lộn với sóng nước biển khơi và rút ngắn dần khoảng cách dẫn đến mục tiêu. Thông thường, vượt 1-2 cây số đầu tiên, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Tuy nhiên, khi vượt qua được ngưỡng ấy, mọi người sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn. Quãng đường hành tiến tiếp cận mục tiêu hơn 5 km nhưng chỉ gặp một vài bãi cạn rồi tiếp tục tiến lên vì thời gian không chờ đợi. Khi tiếp cận mục tiêu chừng 100 m, tất cả chuyển sang kỹ thuật lặn áp sát mạn tàu. Ngước nhìn lên boong tàu, thấy rất nhiều ụ pháo các cỡ. Trên nóc đài chỉ huy, radar vẫn vận hành đều các hướng. Thỉnh thoảng, vài ba tên thủy thủ đi lại trên boong. Tổ chiến đấu bình tĩnh cố định khối nổ là 60 kg thuốc nổ C4 vào thân tàu. Huỳnh Tử kiểm tra lần cuối, bấm kíp nổ hẹn 40 phút và lệnh cho anh em rút lui. Thời gian bắt đầu chuyển qua ngày mới cũng là lúc bắt đầu chiều cường theo quy luật bán nhật chiều của ngày kế tiếp. Trên quãng đường quay trở lại đất liền, anh em ai nấy đều dùng kỹ thuật bơi ngửa, vừa bơi vừa hướng về phía mục tiêu chờ đợi.
Giây phút quân thù đền tội ác đã đến khi một cột khói dựng lên như chiếc nấm khổng lồ. Chiến hạm Mỹ bị ngọn lửa nuốt trọn và chìm dần, bị giáng một đòn đau. Lập tức, pháo sáng từ những căn cứ địch trên các điểm cao như núi Chiêng, Đồn Nhất, Bãi Chuối bắn tới tấp lên trời. Nhiều túc trực thăng vũ trang xuất hiện. Từng túc 3 chiếc, chiếc đi giữa soi đèn, 2 chiếc đi kèm nã rocket tới tấp xuống mặt biển, bìa rừng. Các túc trực thăng lồng lộn rà sát mặt biển, sát ngọn cây trên triển núi. Tiếng động cơ trực thăng gầm vang, tiếng nổ rocket liên tục hòa cùng với tiếng còi thất thanh của các loại tàu chạy loạn, náo động không gian vùng vịnh. Tình thế hiểm nghèo, tổ trưởng Huỳnh Tiểu tháo dây liên kết, truyền đạt cho các tổ viên tản ra xa nhau, tự do hành động đối phó với kẻ thù và rút về khu xuất phát. Trực thăng lượn vòng rà soát, có lúc đèn pha chiếu thẳng vào người, anh em phải nhanh chóng lặn sâu dưới nước để tránh thương vong. Căn cứ sân bay trực thăng nước mặn ở gần nên chúng thay nhau tốp này về, tốp sau thay thế, soi tìm, bắn phá thâu đêm. Ông Phạm Xuân Xanh nhìn nhận, trận đánh diệt pháo hạm Mỹ của phân đội đặc công nước do Huỳnh Tửu chỉ huy được xếp vào một trong những chiến công xuất sắc nhất trong nhiều trận đánh diệt tàu trên Mỹ tại chiến trường Quảng Đà. Tuy nhiên, do phân đội nhỏ, chiến đấu độc lập trong vùng địch, lại là thời điểm chiến trường hết sức ác liệt. Vì vậy, sau trận đánh này không lâu, số anh em ít ỏi còn lại của phân đội được lệnh của mặt trận 44 đánh tiếp kho xăng Liên Triều lần 2. Trận đánh không thành, Huỳnh Tửu và tổ chiến đấu hy sinh. Giọng ông Xanh trùng xuống, bùi ngùi xúc động. Từ năm 1966 đến năm 1970, đội 3 và đội 170 đặc công nước đã chiến đấu lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, tiêu diệt hàng trăm tên địch, hàng chục chiến thuyền, hải thuyền và cầu đường, kho xăng, kho bom đạn của địch trên chiến trường Quảng Đà. Chiến công nhiều nhưng tổn thất cũng không kém. Giọng đại tá Xanh trùng xuống khi nhớ về những trận đánh mà đơn vị phải chịu mất mát, hy sinh. Đó là trận đánh tại cầu Trịnh Minh Thế, Đà Nẵng. Đội 3 đã tổ chức đánh 2 lần nhưng không thành. Đặc biệt trong lần thứ 2, do bị lộ nên địch đã bao vây. 7 chiến sĩ đặc công nước và 2 du kích địa phương quyết chiến với kẻ thù, tiêu diệt hơn 40 tên trước khi người cuối cùng ngã xuống. Đến năm 1970, các phân đội 1 và phân đội 2 gần hết quân. Bộ Tư lệnh Hải quân không bổ sung kịp. Phân đội 3 còn lại 5 cán bộ chiến sĩ tổ chức đánh kho xăng Liên Triều lần 2. Tuy nhiên, do không có thời gian chuẩn bị, nên 4 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Đầu năm 1970, trong thời gian xây dựng, củng cố lực lượng, Đoàn đặc công Hải quân 126 tăng cường cho mặt trận 44 Quảng Đà 60 cán bộ chiến sĩ. Tháng 1 năm 1970, đội đặc công nước phiên hiệu đội 170 được thành lập. Đồng chí Phạm Xuân Xanh làm đội trưởng. Từ đây, đội 170 đặc công nước cùng các đơn vị đặc công khác đã liên tiếp tiến công địch, lập nên nhiều chiến công vang dội, làm cho Mỹ, Ngụy phải kinh hồn bạt vía. Sau khi đội 170 được thành lập, dưới sự chỉ huy tài tình của đội trưởng Phạm Xuân Xanh, liên tiếp các trận đánh lớn được triển khai và thu về kết quả, trong đó có 2 trận đánh sập cầu Câu Lâu, Bà Xén trên quốc lộ 1A trong đêm 31 tháng 3 năm 1970. Riêng cầu Vĩnh Điện, do địa thế chiến lược quan trọng nên địch đã bố phòng rất nghiêm ngặt. Nhiệm vụ đặt ra cho đội 170 là bằng mọi giá phải đánh sập, cắt đứt mạch máu giao thông chi viện của địch từ Đà Nẵng vào. Cầu Vĩnh Điện nằm trên quốc lộ 1A, cửa ngõ phía Bắc từ Đà Nẵng vào trung tâm hành chính huyện Điện Bàn. Ngoài đại đội lính ngụy giữ cầu, tại đây còn có hệ thống đồn bốt liên hoàn và khu ấp Tân Sinh, nhiều đơn vị địa phương quân canh phòng cẩn mật. Về phía thượng nguồn chừng 500m, khu vực tháp An Bằng dọc theo đường tỉnh lộ 609, còn có các đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ chốt giữ. Ở địa thế hiểm yếu đó, việc đánh cầu Vĩnh Điện là bài toán nan giải đối với đặc công nước. Trước đó, trong đợt một chiến dịch hè năm 1970, đội đặc công nước biệt phái phân đội 3 về huyện đội Điện Bàn để phối hợp đánh cầu, nhưng chưa đánh được thì một đồng chí đã bị hy sinh trong khi trinh sát mục tiêu. Đại tá Phạm Xuân Xanh nhớ lại. Đầu tháng 5 năm 1970, đợt 2 của chiến dịch hè, các đơn vị chiến đấu của ta đã liên tục đánh bùi vào các quận lỵ, thị xã, thị trấn của địch trên khắp chiến trường Quảng Đà. Bộ chỉ huy mặt trận 44 lệnh cho đội 170 phải phối hợp với huyện đội Điện Bàn đánh sập bằng được cầu Vĩnh Điện.
Mặc dù đơn vị mới vừa đánh xong hai cầu Câu Lâu, Bà Xén, song đội vẫn quyết tâm vào cuộc. Xác định đây là mục tiêu khó đánh nên đội trưởng Phạm Xuân Xanh trực tiếp chỉ huy và tổ chức chiến đấu. Là một trong số đồng chí hiếm hoi của đội 3 còn lại, Phạm Xuân Xanh khá dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Vốn tính tình cởi mở, nhưng sau khi nhận nhiệm vụ đánh mục tiêu hóc búa này, nỗi lo lắng hiện rõ trên nét mặt người chỉ huy. Tuy nhiên, để mà đảm bảo chắc thắng, anh lần lượt phân công nhiệm vụ cho từng chiến sĩ, đồng thời trực tiếp làm việc với huyện đội Điện Bàn để bàn bạc, thống nhất kế hoạch. Được sự phối hợp giúp đỡ của huyện đội, sự bao bọc, che chở và cung cấp thông tin của nhân dân, Phạm Xuân Xanh xác định, nhìn bề ngoài quân Mỹ, Ngụy đông đúc, đóng dài khắp nơi, đi đâu cũng đụng đầu, nhưng thực chất chúng rất sợ Việt Cộng và đa số chán nản lao vào cờ bạc rượu chè, thanh lâu tửu quán, một số giải sầu với cần sa ma túy. Trên con đường độc đạo với lưu lượng xe cộ vào Nam ra Bắc, nội ngoại tỉnh đều phải qua đây. Bọn lính giữ cầu lợi dụng việc soát xét Việt Cộng để hạch sách, nhũng nhiễu, ức hiếp hành khách, kiếm tiền đút túi. Việc canh giữ cầu có nhiều sơ hở, nhất là từ đầu hôm đến khoảng gần nửa đêm, tình trạng trên càng nhốn nháo. Đêm mùng 1 tháng 5, tối trời, nhưng thị trấn Vĩnh Điện và các đơn vị địch đóng quân vẫn sáng rõ dưới ánh sáng đèn điện. Từ vị trí trú quân tại Điện An, tổ trinh sát đặc công nước theo chân giao liên và du kích địa phương băng qua cánh đồng đầy cỏ dại, xình lầy, gai góc, tiến đến gần đường tỉnh lộ. Chừng 20 phút sau bắt được tín hiệu, tổ chiến đấu vượt qua các trạm canh của địch, tiếp cận bờ sông Vĩnh Điện, cách cầu gần 2 km về phía thượng lưu. Tổ trinh sát nhanh chóng hạ thủy, dòng sông trôi nhẹ, tổ trinh sát lúc nổi lúc chìm trong dòng nước êm xuôi, dùng kỹ thuật mật tập vào trụ cầu giữa sông, nhẹ nhàng dùng kìm chuyên dụng cắt lưới thép gai bao quanh trụ cầu, mở lối vào sát trụ cầu để kiểm tra, nghiên cứu. Một vài tốp lính ngụy qua lại tuần tra trong cái ồn ào của xe cộ qua lại mà không biết rằng phía dưới cầu đang có chuyện gì xảy ra. Mọi việc nhanh chóng hoàn tất, tổ trinh sát rút xuôi về phía hạ lưu bí mật, an toàn. Nhiệm vụ coi như đã hoàn thành một nửa. Tổng hợp kết quả trinh sát, đội trưởng Phạm Xuân Xanh lập phương án chiến đấu, quyết định đánh cầu với khối nổ 100kg gồm TNT và C4 hỗn hợp. Cái khó nhất của việc lắp ghép khối nổ là 100kg thuốc nổ làm thành 4 khối để dễ dàng vận chuyển. Nhưng khi xuất phát chiến đấu thì ghép 4 khối nhỏ thành một khối lớn, làm sao phải đảm bảo kỹ thuật tốt, không để xảy ra tình huống trục trặc khó xử lý cho tổ chiến đấu, là một yêu cầu không đơn giản, song với quyết tâm cao, anh em đã làm được. Theo hợp đồng chiến đấu với huyện đội Điện Bàn, lúc 0 giờ 5 phút ngày 4 tháng 5 năm 1970, các đơn vị bộ đội địa phương và một số đơn vị phối hợp sẽ đồng loạt nổ súng đánh vào các quận lỵ, các cơ quan hội đồng tỉnh ngụy và một số đồn bốt của bọn bảo an trong thị trấn. Ngay lúc đó, đặc công nước sẽ đánh sập cầu Vĩnh Điện, không cho cơ giới chuyển quân ứng cứu. Đêm 4 tháng 5 năm 1970, đội trưởng Phạm Xuân Xanh đưa phân đội do tổ trưởng Nguyễn Văn Tùy và tổ phó Giang Hồng Mão cùng hai chiến sĩ tổ viên lên đường vào trận. Đoàn quân đi trong đêm mờ ảo qua những làng xóm chỉ còn dấu vết các bờ tre cháy đen, những khu vườn hoang vắng, qua cánh đồng đầy cỏ dại, lộ chỗ các hố đại bác đào xới, những vệt dài của bánh xích xe tăng bọc thép qua các trận trà đi sát lại. Đúng 22 giờ 30 phút, đội trưởng Xanh ra lệnh xuất quân. Tổ chiến đấu dìu khối nổ ra sông. Anh em trên bờ vẫy tay đưa tiễn đến khi họ lẩn khuất trong dòng nước. Đoạn sông phía thượng lưu và hạ lưu cầu Vĩnh Điện không rộng nhưng nước sâu, lưu tốc dòng chảy đã tạo thuận lợi cho kỹ thuật đi chìm nhờ sức đẩy của nước đã nhanh chóng đưa anh em vào mục tiêu. Theo sự phân công, từng tổ viên thao tác cố định khối nổ vào trụ cầu rồi lần lượt rút ra. Tổ trưởng điểm hỏa kiếp hẹn giờ 30 phút, rút ra sau cùng rồi xuôi về hạ lưu khoảng 1,5 km, nơi có đồng đội đang chờ đón lên bờ. Tiếng súng tấn công của bộ đội và du kích địa phương nổ san trong thị trấn. Pháo sáng từ các đồn bốt, cứ điểm của địch dồn dập bắn lên trời, bung ra những đám sáng màu huyết dụ, nhoáng nhoàng trên bầu trời Vĩnh Điện. Tổ chiến đấu lên bờ, cùng bộ phận đón hướng về phía cầu chờ đợi. Đúng 1 giờ kém 5 phút, khối nổ ở cầu Vĩnh Điện phát hỏa bằng ánh chớp sáng lóe lên. Tiếp theo là tiếng nổ âm vang, rung chuyển cả một vùng thị trấn.
trụ cầu đổ nghiêng, thân cầu vặn vỏ đỗ chênh vênh. Đầu cầu phía bắc, xe cộ các loại ùn tắc. Du kích xã Điện An và Điện Phước phục sẵn, hai tiểu đội đồng loạt nổ súng vào đoàn xe quân sự. Một số tên chết, số khác hoảng sợ bỏ xe chạy tán loạn tháo thân. Trận chiến đấu nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chiến đấu cao, đội 170 đã làm nên chiến thắng và trở về trọn vẹn, là niềm phấn khởi hân hoan của toàn đơn vị. Cùng với trận đánh cầu Vĩnh Điện, chính trị viên Đinh Văn Rơi đưa một phân đội về Hội An, phối hợp với thiện đội đánh thành công cầu Phước Trạch, góp thêm một chiến công nữa cho đội 170. Sau khi thành lập và chỉ huy đội 170 đánh hàng loạt trận vào các cứ điểm quan trọng của địch tại chiến trường Quảng Đà, làm cho Mỹ, Ngụy hết sức cay cú, Phạm Xuân Xanh đã bị Mỹ, Ngụy đưa vào diện đặc biệt nguy hiểm, cần tiêu diệt. Chúng đưa ra tuyên bố, ai bắt được Quách Xanh là biệt danh của Phạm Xuân Xanh, đội trưởng người nhái Bắc Việt sẽ được thưởng 10.000 đô. Để đáp trả lời tuyên bố ấy, Phạm Xuân Xanh quyết định đánh cầu Giao Thủy giữa ban ngày cho chúng biết mặt. Đây là một trong những trận đánh mà ông Xanh tham gia đã được các tướng lĩnh, các nhà khoa học quân sự ghi nhận và đánh giá cao về giá trị nghệ thuật quân sự, được chọn đăng trong cuốn kỷ yếu truyền thống của đặc công hải quân và trở thành trận đánh kinh điển. Cây cầu Giao Thủy có vị trí đặc biệt quan trọng bắc qua sông Thu Bồn, là huyết mạch giao thông nối liền hai vùng chiến thuật phía Tây huyện Duy Xuyên và vùng B huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay. Đánh sập cây cầu là cắt đứt sự chi viện của địch giữa hai vùng chiến thuật. Xin được nói thêm, cầu Giao Thủy trước đây được công binh Mỹ thiết kế và xây dựng dã chiến, trụ bằng gỗ, bị ta đánh đi, đánh lại đến 3 lần. Lần thứ 3, cầu bị hư hỏng nặng, để không sửa mà quyết định xây cầu mới cách cầu cũ về phía thượng nguồn khoảng 100 mét. Lực lượng bảo vệ và xây dựng cây cầu mới này là một tiểu đoàn công binh quân đội Sài Gòn, dưới sự chỉ đạo của Cố vấn Mỹ. Phương tiện thi công được huy động tối đa, công trường ngổn ngang sắt thép, người xe vào ra tấp nập. Ý định một trận đánh bồi ngay trong lúc địch xây dựng cầu được Phạm Xuân Xanh đặt ra với đơn vị. Sau những đêm trầm mình dưới dòng sông để trinh sát, nắm quy luật hoạt động, bố phòng canh gác của địch, Phạm Xuân Xanh nhận định đánh mật tập vào ban đêm khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, dễ tổn thất lực lượng vì sự vây giáp, tuần tra hết sức nghiêm ngặt của địch. Chỉ đánh vào lúc bất ngờ nhất mới bảo đảm chắc thắng. Phạm Xuân Xanh động viên anh em trong đơn vị hiến kế, có ý kiến nên đánh vào lúc chập choạng tối, lúc này địch ít chú ý canh phòng. Có ý kiến đánh vào lúc giữa trưa khi địch vừa ăn cơm xong. Thảo luận, đánh giá phân tích những thuận lợi khó khăn. Cuối cùng, cả đơn vị nhất trí theo phương án của đội trưởng Phạm Xuân Xanh đưa ra là đánh vào lúc rạng đông. Đánh vào thời điểm ấy có nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị và tiềm nhập mục tiêu. Đây là lúc bọn địch chủ quan nhất sau một đêm canh gác bố phòng. Phương án đã được xác định và đúng như nhận định, tổ tác chiến đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đúng 5 giờ 45 phút, cả tổ áp sát mục tiêu. Bằng những động tác thuần thục, chỉ trong vòng 20 phút, khối thuốc nổ đã được áp sát mố cầu và được điểm hỏa hẹn giờ. Gần 7 giờ, anh em rút khỏi khu vực về vị trí tập kết. Và đúng 7 giờ 25 phút, ngày 19 tháng 5 năm 1972, khối thuốc nổ gần một tạ phát nổ đánh sập trụ cầu, hất văng hai nhịp cùng 32 lính công binh và các phương tiện kỹ thuật đang thi công xuống sông. Lúc này, người dân đã đi làm trên cánh đồng Quảng Quế phía Đại Lộc và rất nhiều bà con đi làm đi chợ Mỹ Lược bên phía Duy Xuyên đã kéo về phía cầu với tinh thần hết sức hổ hởi, phấn khởi. Họ bàn tán kháo nhau, bọn địch cứ rêu rao Việt Cộng chỉ là thổ phỉ ở trên núi, đói khát, bệnh tật, gầy ốm đến nỗi bảy Việt Cộng đeo không gãy một cọng đu đủ, làm sao thắng được quốc gia. Xứ mà hàng trăm tên Mỹ, Ngụy bị Việt Cộng đánh chết nhăn xăng, chìm dưới sông làm mồi cho cá. Lũ còn sống sót, sự mất mật như gà sợ quạ. Hết đời quân khoác lác, hoanh hoang. Sau trận đánh, Mỹ Ngụy vốn cay cú với cách đánh xuất quỷ nhập thần của đặc công nước, nay nhận thêm một cú sáng trời nữa nên lại càng cay cú hơn. Chúng lồng lộn như con thú điên, tổ chức lùng sục và kiểm soát gắt gao hơn, hòng tìm cho ra đội trưởng người nhái Bắc Việt Quách Xanh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực, kể cả dùng rất nhiều tiền để mua tin về người đội trưởng và chiến sĩ của ông, nhưng vẫn không thu được kết quả. Thay vào đó, kết cục chúng nhận lại là hàng chục trận đánh của đặc công nước vào yếu việt và chịu tổn thất nặng nề.